tử Bạc Liêu nè, mời bạn vào nhà mình nha. Mua xe hơi thì ăn thua gì, ổng còn mua cả máy bay đi thăm lúa bạc ngàn cò bay gãy cánh. Cảm ơn anh Nguyễn Minh Châu đã quá khen. Không lẽ bây giờ tự mình khoe khoang về thân thế và độ giàu sang của gia đình chứ? Thôi để người khác kể tóm tắt về mình là công tử Bạc Liêu có tên là Trần Chinh Huy nha. Thật là Trần Chinh Huy, ông sinh năm 1900, mất năm 1973. Ông hưởng thọ 73 tuổi ạ. Tóm là Bạc Liêu ông được sinh ra trong gia đình giàu nhất xứ Nam Kỳ lục tỉnh, chứ không phải là riêng tỉnh Bạc Liêu này. Vì gia đình ông sở hữu khối tài sản lên đến 75 sở điền, 145.000 hecta ruộng lúa và 110.000 hecta ruộng muối. Ngày xưa toàn bộ khu đất Bạc Liêu chỉ chia ra có 13 lô đất muối, thì riêng gia đình công tử Bạc Liêu đã chiếm hết 11 lô đất muối rồi. Và công tử Bạc Liêu ông cũng là người đầu tiên sở hữu một chiếc máy bay tư nhân tại Việt Nam này, chỉ sau vua Bảo Đại thôi. Ngày xưa ông từng gây chấn động lòng tổ chức một cuộc thi đấu xảo sắc đẹp, mình có thể hiện giống như cuộc thi hoa hậu mình bây giờ. Cuộc thi quy mô rất là lớn, giải thưởng rất là cao, nhưng điều đặc biệt ở đây duy nhất một vị ban giám khảo mà thôi, đó là công tử Bạc Liêu. Mà tất cả các cô gái đẹp ông chấm chọn sau này lần lượt đều là tình nhân của công tử Bạc Liêu hết. Sau khi nghe người đẹp giới thiệu tóm tắt về mình, công tử Bạc Liêu, thì cả nhà có thắc mắc hay muốn biết thêm thông tin gì không ạ?